Thưa quý vị và các bạn thân mến, tờ Tuổi Trẻ ra ngày 9 tháng 12 năm 2019 có bài vi phạm của ông Hoàng Trung Hải đến mức phải xem xét kỷ luật. Theo Ủy ban Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải khi còn là Phó Thủ tướng đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2. Tờ Thanh Niên ra ngày 10 tháng 12 năm 2019 có bài phân tích sâu hơn về những sai phạm của ông Hoàng Trung Hải đối với dự án TISCO 2 với tựa đề Ông Hoàng Trung Hải liên quan gì đến dự án đội vốn thua lỗ? Theo đó, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án TISCO 2. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên TISCO là một trong 12 đại dự án thua lỗ nhiều năm có liên quan trách nhiệm của ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Qua đợt tổng tấn công vào nhân vật Hoàng Trung Hải lần này, có thể thấy được những thành tích vẻ vang của Hoàng Trung Hải trong việc góp phần làm tan hoang nền kinh tế đất nước, là làm thất thoát hơn 8.000 tỷ tiền thuế, là mồ hôi xương máu và nước mắt của dân như sau. Bất chấp phản đối của Bộ liên quan nhưng vẫn cho phép dự án nhà máy gang thép Thái Nguyên tăng vốn đầu tư lên gấp đôi. Bất chấp nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị Trung Quốc làm không đúng tiến độ và cung cấp thiết bị kém chất lượng, vẫn thanh toán mau lẹ và gần hết tiền cho họ để họ ung dung chạy làm. Bất chấp nhà máy tương lai có nguy cơ thất bại, không có phương án cứu vãn như bán lại cho tư nhân giảm bớt thiệt hại và bất chấp để chúng thành đống sắt vụn. Điều lạ lùng là những sai phạm của Hoàng Trung Hải không phải ở nhiệm kỳ này mà từ nhiệm kỳ trước, khi Hoàng Trung Hải còn làm Phó Thủ tướng Chính phủ, thời Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng. Vậy mà qua bao năm trời, Hoàng Trung Hải vẫn không hề bị đụng đến cái lông chân. Ngược lại, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào tháng 1 năm 2016 với 1.510 đại biểu tham dự là những đảng viên ưu tú nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho hơn 4,5 triệu viên cả nước. Hoàng Trung Hải từ Ủy viên Trung ương với những sai phạm động trời như thế lại được bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, là thủ đô ngàn năm văn hiến và là trái tim yêu dấu của cả nước, theo cách nói của người Cộng sản. Điều lạ lùng nữa là đa số các ủy viên Trung ương hiện nay chính là những người đã bỏ phiếu và nhiệt tình ủng hộ cho Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải vào Bộ Chính trị tại Đại hội 12, để rồi họ làm vua hai đầu của đất nước và có cái kết giống nhau là cả hai đều bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyên là những tội đồ. Đinh La Thăng thì đã bị ông Nguyễn Phú Trọng bắt sống và cho vào lò năm 2017. Nay đến lượt Hoàng Trung Hải bị xem xét kỷ luật. Chúng ta đều biết từ thời của Nguyễn Tấn Dũng còn làm Thủ tướng với cánh tay đắc lực của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và là đồng bọn đã thao túng và đục khoét vô tội vạ ngân quỹ quốc gia, đã để lại di sản khổng lồ là 12 đại dự án thua lỗ 58.000 tỷ đồng, làm khánh kiệt đất nước, tan hoang đất nước như ngày hôm nay. Thứ nhất là nhà máy sản xuất sơ sợi Đình Vũ, thứ hai là nhà máy bột giấy Phương Nam, thứ ba là nhà máy đạm Ninh Bình, thứ tư là nhà máy đạm Hà Bắc, thứ năm là nhà máy đạm DAP-2 Lào Cai, thứ sáu là nhà máy DAP-1 Hải Phòng, thứ bảy là nhà máy ethanol Bình Phước, thứ tám là nhà máy ethanol Phú Thọ, thứ chín là nhà máy đóng tàu Dung Quất, thứ mười là nhà máy gang thép Lào Cai, thứ 11 là nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 TISCO 2 và thứ 12 là nhà máy nhiên liệu sinh học bio ethanol Dung Quất. TISCO 2 là dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã chết từ năm 2013, nay chỉ là để lại một đống sắt vụn khổng lồ chưa chôn. Nhưng tại sao đến giờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới xem xét trách nhiệm của ông Hoàng Trung Hải? Đến hẹn lại lên, đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào quý 1 năm 2021.
Trong lịch sử vẻ vang mấy chục năm tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình tranh giành quyền lực thường diễn ra hết sức khốc liệt, nhất là trước một kỳ đại hội đảng. Những mưu hèn kế bẩn để triệt hạ đối thủ càng được phát huy và áp dụng triệt để. Nhưng vì là nhà nước độc tài và không có tự do báo chí thực sự, nên những cuộc thanh trừng tiêu diệt đồng chí ấy đều bị bưng bít và bao che. Kinh nghiệm và thực tế cho thấy người ta thường áp dụng 4 phương pháp triệt hạ đồng chí mình như sau. Đầu độc đối thủ. Trước đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chết bí ẩn bất ngờ của hai vị đại tướng quân đội làm dấy lên nhiều nghi ngờ rằng đây cũng là những vụ thanh toán đối thủ để giành chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, sinh năm 1915 và mất năm 1996, nửa năm trước đại hội 6, Hoàng Văn Thái bị đột tử vì có nhiều khả năng thay cho tướng Văn Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lê Trọng Tấn, 1914-1986, ứng cử viên sáng giá cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội 6, ngày 5 tháng 12 năm 1986. Ông mất ngay trước ngày họp chủ bị Đại hội 6. Người được hưởng lợi của cái chết của hai vị đại tướng này là tướng Chột Lê Đức Anh, từ một tay cai phu đồn điền luồn lách và leo mãi lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội 6, và sau đó là Chủ tịch nước. Nạn nhân của đại hội lần thứ 8 là Nguyễn Đình Tứ. Trong phiên họp chủ bị ngày 27 tháng 6 năm 1996, ông Tứ được bầu làm Bộ Chính trị. Ngày 28 tháng 6 năm 1996, đại hội chính thức khai mạc thì tối ngày 28 tháng 6, lúc 20 giờ, ông chết. Ngày 30 tháng 6, ông vẫn được đại hội chính thức bầu vào Bộ Chính trị, sau đó mới phát tang. Vì thế mới có dư luận đại hội 8 bầu cả người đã chết vào Bộ Chính trị. Khi Võ Nguyên Giáp đến thăm gia đình sau cái chết của Nguyễn Đình Tứ, ông đã mắng vợ ông Tứ: "Cô là bác sĩ mà sao dốt thế, không biết bảo vệ chồng. Nếu tôi để người ta đưa đi kiểm tra sức khỏe thì tôi đã chết từ lâu rồi." Chả là sau bữa cơm tối, người ta đem xe đến nhà ông, bảo ông Tứ đi kiểm tra sức khỏe và ông đã chết đột ngột tại bệnh viện. Theo hồi ký lời ai điếu của nhà báo Lê Phú Khải, cái chết của Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ năm 2014 được cho là rất đúng quy trình, vì ông Ngọ đã khai ra nhiều nhân vật cộng cán trong Bộ Công an nhận hối lộ liên quan đến vụ án Vinalize. Thời đó, dân gian còn có câu rằng tin đâu như sét đánh ngang, thượng tướng đang sống chuyển sang từ trần, bạn bè đồng chí mừng thầm, anh đi như dứa, nhiều thằng yên tâm. Sau này, những cái chết của Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng rất đúng quy trình. Ngày 7 tháng 8 năm 2016, chỉ sau 3 tháng nhậm chức Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Quân đội Lê Xuân Duy đã đột ngột qua đời ở tuổi 54. Báo chí nhà nước đưa tin tướng Duy từ trần do lâm bệnh hiểm nghèo. Năm 2005, chiếc máy bay trực thăng chở Trung tướng Trương Đình Thanh, Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4, cùng với 15 người trên máy bay đều tử nạn đầy nghi ngờ tại đảo Hòn Mê ở tỉnh Thanh Hóa. Gần đây nhất là vụ tai nạn bất ngờ dẫn đến cái chết của ông Lê Hải An, được cho là ngã từ tầng 8 trụ sở Bộ Giáo dục. Ông An được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 2 năm 2018 và mới được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phùng Xuân Nhạ. Và trong nhiệm kỳ tới sẽ thay Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngụy tạo chứng cứ. Nếu không có cơ hội để đầu độc đối thủ thì người ta sẽ ngụy tạo chứng cứ để tiêu diệt lẫn nhau. Nổi bật nhất là vụ án xét lại chống đảng năm 1967, khoảng 300 người bị bắt, trong đó có 30 nhân vật cao cấp. Nạn nhân điển hình nhất của việc ngụy tạo chứng cứ là Võ Nguyên Giáp, được cho là khai quốc công thần của đảng, thể hiện qua vụ năm châu sáu sứ của Tổng cục 2 tình báo quân đội nhằm triệt hạ tướng Giáp. Trở lại với nhân vật Hoàng Trung Hải và vụ kỷ luật hiện nay, không phải ngẫu nhiên mà Hoàng Trung Hải bị đưa lên thớt trong thời gian này. Đây là một mũi tên nhắm nhiều mục đích. Hiện nay trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra cuộc cạnh tranh quyết liệt cho chức Tổng Bí thư và
Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ tới. Nguyễn Phú Trọng tuy danh chưa liệt nhưng thân thì đã bại, có lẽ sẽ hết vai trò lịch sử trong nhiệm kỳ tới. Ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư là Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư, và là ông và thêm một ông nữa là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vì là trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã bị các đồng chí của mình cho ngã ngựa qua vụ chùa Ba Vàng, nơi được cho là chính đã góp vốn 100 tỷ nhưng đã để cho chủ trì Thích Trúc Thái Minh lộng hành bằng các thủ đoạn buôn thần bán thánh qua hình thức giải vong, trục vong và giải oan. Giai đoạn chủ những hoạt động này đều trái phép với pháp luật. Phe Nghệ Tĩnh là lực lượng mạnh nhất trong Ban Chấp hành Trung ương hiện nay so với các địa phương khác, lại được sự hợp tác đắc lực của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Vì Tư Sang vốn gốc Đức Thọ, Hà Tĩnh, phe này đang muốn đưa Vương Đình Huệ làm thủ tướng thay cho Phúc Niệm. Muốn vậy phải đưa Phúc Niệm lên Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước. Hai chức này lâu nay Hoàng Trung Hải đang là ứng viên sáng giá nhất của bộ này. Bên cạnh đó, đánh vào Hoàng Trung Hải lần này cũng hợp với ý của ông Trọng, vì sẽ làm bật lên thêm những sai phạm của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, là một trong những tay chân đắc lực nhất của Ba Dũng, chỉ sau Đinh La Thăng mà thôi. Ông Trọng tuy đã lột hết áo của Vũ Huy Hoàng nhưng chưa tống cổ được em này vào theo chân của Đinh La Thăng vào lò thì ăn chưa ngon ngủ chưa yên. Nếu Vũ Huy Hoàng bị đưa lên bàn mổ lần nữa thì sẽ làm lung lay tận gốc của nhà Ba Dũng, kẻ thù không đội trời chung với Nguyễn Phú Trọng. Nếu đánh đổ được 3X Nguyễn Tấn Dũng như mong muốn của ông Trọng thì Tư Sang cũng rất hả hê và đã trả được mối thù xưa, vì Ba Dũng là đối thủ nặng ký tranh giành chức Tổng Bí thư tại Đại hội 11 năm 2011 với Tư Sang. Lúc đó Tư Sang đang là thường trực Ban Bí thư, Ba Dũng là đương kim Thủ tướng. Cuộc đấu đá này cả hai đều đã thua, và ngư ông đắc lợi là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, kẻ yếu thế nhất trong cuộc đấu tay ba này. Nhưng vì để ổn định tình hình và giữ gìn sự đoàn kết trong đảng nên ông Trọng được chọn làm Tổng Bí thư. Tư Sang còn hận Ba Dũng vì đã dám lột áo và đuổi Đặng Thị Hoàng Yến, người được cho là người tình của Sang, ra khỏi ghế nghị gật tại Quốc hội khóa 13, để cho cặp Yến Sang giờ phải chia loan rẽ thúy, đồng tây đôi ngả, cách nhau nửa vòng trái đất. Mặt khác, đánh vào Hoàng Trung Hải cũng là cách gửi đi cho ông chủ Trung Nam Hải một thông điệp rằng những tên nằm vùng của Trung Nam Hải như Hoàng Trung Hải còn bị lên thớt thì các ông chủ Trung Nam Hải đừng có mà o ép đàn em quá. Để nó phải dẫn tới hành động, chó cùn cắn dậu mùng tơi, nghĩa là nếu bị chủ dồn ép quá, tuy nó không dám quay lại cắn phản chủ nhưng nó sẽ trút giận lên những tay nằm vùng như Hoàng Trung Hải. Nhưng Hoàng Trung Hải giỏi lắm thì cũng chỉ bị rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc mà thôi, chứ không có khả năng vào lò như Đinh La Thăng. Vì đập chó còn ngó chủ nha. Cái chính là Hoàng Trung Hải ra khỏi ứng viên trong tứ trụ tại nhiệm kỳ tới, dọn đường cho người của các phe nhóm đang gầm ghè, trực chờ tung ra những đòn hiểm mới. Từ nay đến ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ diễn vào Quý 1 năm 2021, nghĩa là chỉ còn một năm nữa, và chắc chắn sẽ có nhiều màn kịch nữa sẽ được trình diễn. Chúng ta hãy chờ xem sau hàng loạt hành động chặt ngọn, tỉa cành, đến bao giờ thì ông Trọng dám đào gốc để bắt con mối chúa lớn hơn trong hàng hà sa số, những con mối đã ăn tàn phá hại làm cho đất nước ngày càng khánh kiện. Hy vọng rồi đây dân ta sẽ tiếp tục được thưởng thức những màn tấu hài mới và hấp dẫn như thế nào. Trong khi đó, cũng tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung và băng đảng Hà Nội quyết nuốt trọn dự án làm sạch sông Tô Lịch. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, lại vừa phủ nhận chính mình thêm một lần nữa. Nói cách khác, chỉ trong 3 ngày, ông Chung có 3 tuyên bố và tự chúng thóa mạ lẫn nhau. Hôm thứ Sáu, ngày 6 tháng 12, khi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, trả lời những chất vấn về xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch, ông Trung tỏ ra hết sức bực bội vì Zebo, khoa trương công nghệ nano bioreactor,
trong khi đó thử nghiệm bất hợp pháp, không có giấy phép và nhấn mạnh không thể chấp nhận trò đùa này. Ngày hôm sau 7 tháng 12, Zebo gửi kháng nghị kèm theo bằng chứng chứng minh ông Trung thông tin sai sự thật. Việc thử nghiệm công nghệ nano Birichter để làm sạch sông Tô Lịch đã được báo cáo với chính phủ Việt Nam lẫn chính quyền thành phố Hà Nội và chỉ tiến hành khi chính quyền thành phố Hà Nội đồng ý. Ông Trung biện bạch tuyên bố của ông hôm 6 tháng 12 là dựa vào báo cáo của thuộc cấp. Đến thứ hai đầu tuần, ngày 9 tháng 12, ông Trung lại lên tiếng. Lần này ông khẳng định Zebo, tổ chức xúc tiến thương mại môi trường của Nhật, không xin phép khi thử làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Birichter. Chính quyền thành phố Hà Nội chỉ cho phép GVE, công ty cải thiện môi trường Nhật Việt, thử làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Birichter chứ không cấp giấy phép cho Zebo làm điều đó. Có một điểm đáng chú ý là trước nay, trong nhận thức của cả báo giới lẫn công chúng, việc thử dùng công nghệ nano Birichter để làm sạch sông Tô Lịch vẫn được xem là nỗ lực của Zebo thông qua GVE. Ông Trung cũng biết điều đó nên khi tiếp xúc với cử tri vào 6 tháng 12, ông nhắc đến cả Zebo lẫn GVE như một thực thể thống nhất. Giờ khi cần cũng chính ông chủ động tách thực thể này ra làm hai. Sông Tô Lịch là một trong những chi lưu của sông Hồng nối sông Hồng với sông Nhuệ. Do quản trị tồi, sông Tô Lịch đã bị lấp một đoạn nên chỉ còn thông với sông Nhuệ. Những đoạn còn lại có chỗ trở thành mương, thành cống ngầm. Đoạn còn giữ dáng dấp của sông thì ô nhiễm nặng nề từ các nguồn nước đến không khí vì đủ thứ. Các loại chất thải lưu cữu hàng thế kỷ, chắc đến Tô Lịch thiên hạ, nhắc đến Tô Lịch thiên hạ, liên tưởng ngay đến ô nhiễm. Cho dù nhà cầm quyền Hà Nội đã cải tạo đoạn sông Tô Lịch may mắn còn hiện hữu, vừa nhằm chỉnh trang đô thị, vừa giải quyết một đại họa về môi trường, gia tăng khả năng thoát nước cho nội đô, giảm ngập lụt. Song vấn nạn nan giải nhất vẫn còn nguyên, nước sông vẫn đặc quánh, đen thui, mùi hôi vẫn nồng nặc. Sông Tô Lịch vẫn là nơi thiên hạ ngán khi phải qua lại nơi này vì mùi hôi thối và màu đặc sẫm giống như mực của dòng sông này. Khoảng tháng 4 năm nay, báo chí Việt Nam đồng loạt đề cập đến sự kiện Zebo GVE tình nguyện làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano Birichter. Sau khi Zebo và GVE lắp đặt hệ thống sục khí nano và sử dụng các vật liệu tự nhiên được gọi là Birichter tại một đoạn sông Tô Lịch, công chúng hết sức hào hứng khi chứng kiến chỉ trong 2 tháng qua sự kích thích, sự phát triển của vi sinh vật có thể thúc đẩy các chất gây ô nhiễm tự phân hủy, gia tăng lượng vi sinh vật hữu ích giúp cho dòng sông này tự làm sạch. Khi nước đã trong, mùi hôi đã giảm đáng kể, chỉ chờ nghiệm thu thì trung tuần tháng 7, công ty thoát nước Hà Nội đột nhiên xả hơn 1 triệu khối nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Lượng nước quá lớn đã khiến toàn bộ vi sinh vật có thể giúp cho Zebo GVE thành công trong việc thuyết phục cả hệ thống công quyền lẫn dân chúng Việt Nam giã biệt những loại hóa phẩm tẩy rửa chuyển qua ứng dụng công nghệ của Nhật, vừa hiệu quả vừa thân thiện với môi trường, trôi sạch. Sự kiện này đã khiến cho ông Trung lẫn chính quyền thành phố Hà Nội bị chỉ trích kịch liệt. Chẳng riêng công chúng mà báo giới cũng nghi ngờ vụ xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch là để loại bỏ công nghệ nano Birichter, giữ thị trường cho những doanh nghiệp chuyên nhập cảng và độc quyền cung ứng các hóa chất tẩy rửa sông rạch, ao hồ bị ô nhiễm trầm trọng hiện nay. Một trong những doanh nghiệp sừng sỏ trong lĩnh vực này chính là công ty Arctic, công ty con của nhà Trung con. Cho đến bây giờ, những thắc mắc về chuyện tại sao chính quyền thành phố Hà Nội lại chọn công ty Water và công ty Nordic Water làm đối tác xử lý ô nhiễm nước Hà Nội, rồi ngay sau đó công ty Water dành cho công ty Arctic độc quyền phân phối hóa phẩm Rich Oxy 3 giúp cho công ty Arctic vốn vừa mới ra dàng lãi dòng hàng chục tỷ đồng, chưa bao giờ được làm rõ.
Chị có thể thấy rõ là ông Trung rất khó chịu với Zebo GVE. Không phải tự nhiên mà ông Trung lên án Zebo GVE. Khoa trương. Rõ ràng thiện cảm, niềm tin mà cả công chúng lẫn báo giới dành cho công nghệ nano Victor đã khiến những nghi vấn về việc chọn dùng Rich Oxy 3C, một cách vội vàng, bất minh, không có lợi cho cả ông Trung lẫn chính quyền thành phố Hà Nội. Zebo GVE và công nghệ nano Predictor không chỉ khiến cho thiên hạ xôn xao bình phẩm về công ty Atik, doanh nghiệp độc quyền nhập và cung cấp hóa phẩm Rich Oxy 3C, là sản nghiệp của vợ con của ông Nguyễn Đức Chung, mà còn là dịp để nhiều người như tiến sĩ Lương Ngọc Huỳnh thuật lại những chuyện đã từng xảy ra với họ để chứng minh Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, có hoàng thành kiên cố, phòng thủ vững chắc và có những con người có thể gọi là bố của các loại ma, không thích chia sẻ quyền lực và lợi nhuận cho người khác. Dù gì thì cũng không nên xem những tuyên bố và cách hành xử của chủ tịch một thành phố như Hà Nội là chuyện riêng, chỉ liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung. Phải đặt ông Nguyễn Đức Chung trong tương quan chung. Khi những viên chức cỡ như ông Trung mà chỉ như thế mà vẫn cứ như thế thì dựa vào đâu để thực thi cam kết xây dựng một chính phủ hành động hướng tới người dân, doanh nghiệp, một chính phủ có kỷ cương liêm chính. Ngày 30 tháng 11, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết thành phố đang tìm phương án khác để xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch vì việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch đã thất bại. Tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản đã lên tiếng phản bác kết luận vô căn cứ này. Kế hoạch tiễn chân các chuyên gia Nhật Bản ra sao? Công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hà Nội và Nguyễn Đức Chung đã thất bại bằng việc xả nước hàng loạt các công trình thí nghiệm của chuyên gia Nhật Bản rồi đổ lỗi rằng họ không nghiên cứu quy trình xả thải. Để dọn đường dư luận cho sự ra đi được dự đoán trước của các chuyên gia Nhật Bản, ngày 12 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra kết luận khi nghiệm thu dự án thí điểm sông Tô Lịch bằng cách không đi sâu vào phân tích các chỉ số cải thiện thấy rõ mà tập trung chỉ trích tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản và công ty GVE đã không tuân thủ yêu cầu của thành phố gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Cụ thể, sử dụng thông tin truyền thông trong quá trình thử nghiệm để khuếch trương công tác thí điểm xử lý khi chưa có kết quả thử nghiệm, không phối hợp với các cơ quan khi xử lý thông tin, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Tiếp đó, Nguyễn Đức Chung đã giao Sở Xây dựng giới thiệu một hồ nước đọng trên địa bàn thành phố để tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản xử lý mùi và làm sạch nước và bùn. Tại sao Nguyễn Đức Chung lại ra chỉ thị trên? Ngày 7 tháng 7 năm 2019, các chuyên gia Nhật Bản đã công bố kết quả thí điểm công nghệ nano bioreactor phân hủy bùn hữu cơ thành khí CO2 và nước H2O được lắp đặt trên sông Tô Lịch, đoạn gần đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Theo kết quả sơ bộ chuyên gia Nhật Bản mới công bố, công nghệ nano bioreactor phân hủy bùn hữu cơ thành nước và không khí được lắp đặt thí điểm trên sông Tô Lịch, Hà Nội đã cho kết quả khả quan, giảm thiểu lượng bùn đáy và tăng nồng độ oxy trong nước rõ rệt. Cũng trong chiều ngày 9 tháng 7, tại phiên chất vấn Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung tiếp xúc và tiếp tục bảo vệ miếng bánh của mình bằng cách khẳng định với công nghệ mới, chúng ta đã xử lý rất hiệu quả tình trạng ô nhiễm của các ao hồ. Nếu chất này chế phẩm Rich DOC 3C đưa xuống sông Tô Lịch mà nước đứng thì xử lý được như các hồ ao ngay. Như vậy, không cần quan tâm đến kết quả, thứ mà Nguyễn Đức Chung muốn là những chỉ số đạt chuẩn và sự thành công của công nghệ phải nằm trong vòng bí mật và đúng quy trình. Và chỉ có chế phẩm Rich Oxy 3C mới làm sạch nước sông hồ hiệu quả. Kết quả thử nghiệm của các chuyên gia Nhật Bản có thành công hay không? Chiều 30 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng với một số cán bộ chức năng đã đi khu vực thí điểm làm sạch nước bằng công nghệ nano Victor Nhật Bản tại khu vực Hồ Tây. Tại đây, tiến sĩ Yamamura Tadashi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản,
Công ty GVE đã công bố kết quả thí nghiệm tại một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây. Một số kết quả đáng chú ý: chất lượng nước tại hai khu thí điểm đều đạt hiệu quả theo quy chuẩn Việt Nam 08. Mùi hôi thối tại sông Tô Lịch giảm 200 lần, mùi tanh hôi của Hồ Tây giảm 30 lần. Bùn hữu cơ tại sông Tô Lịch giảm từ 91,3 cm xuống còn 15 cm. Đánh giá về công nghệ Nhật Bản, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết về mặt công nghệ, ông không nghi ngờ gì bởi công nghệ đã được Nhật Bản thử nghiệm, thẩm định. Tuy nhiên, quan trọng nhất là công nghệ phải phù hợp với đặc thù nước sông Hồ và có nhiều nguồn thải ở Việt Nam và phải phù hợp với tất cả về các yếu tố kinh tế. Như vậy có thể thấy đến cả Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng không dám chạm vào nhóm lợi ích Nguyễn Đức Chung. Chuyên gia Nhật Bản nói gì khi Sở Xây dựng kết luận thí nghiệm thất bại? Thông cáo của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản JEBO nêu rõ, Giám đốc Sở Xây dựng là người đại diện cho chính quyền Hà Nội mà cố tình phát biểu vô căn cứ, không hiểu mục tiêu, trái với kết luận của Ủy ban Nhân dân thành phố nên buộc chúng tôi phải lên tiếng để bảo vệ danh dự của công ty Nhật Bản cũng như danh dự của nhân dân chúng tôi liên quan đến dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý một đoạn sông Tô Lịch. Theo đánh giá của người dân sống cạnh khu vực thí điểm, mặc dù hàng ngày vẫn có lượng nước thải chưa qua xử lý liên tục xả trực tiếp vào khu vực thí điểm, nên gần như không có mùi hôi thối tại khu vực xử lý thí điểm. Đây là bằng chứng cho thấy nhóm lợi ích Hà Nội quyết tâm đánh bật các chuyên gia Nhật Bản ra khỏi lĩnh vực xử lý nước sông ô nhiễm vì đã có phương án sử dụng chế phẩm RIT oxy 3C của công ty nhà của Nguyễn Đức Chung. Cho đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn chưa cho công bố kết quả thanh tra việc độc quyền cung cấp chế phẩm RIT oxy 3C bởi công ty Arctic do Nguyễn Đức Hạnh, con trai của Nguyễn Đức Chung làm chủ. Đến hôm nay, câu chuyện xử lý nước sông Tô Lịch đã cho người dân thấy rõ âm mưu tiêu đen, mục tiêu đen tối của nhóm lợi ích dưới sự điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi sử dụng đủ chiêu trò để tiêu diệt các nỗ lực của chuyên gia độc quyền bảo vệ dịch vụ làm giàu của gia đình mình. Trong mấy ngày qua, sân khấu chính trị tại Việt Nam vừa được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trình diễn một vở tấu hài mới. Ấy là việc Ủy ban Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải, còn là có biệt danh là Hải Tàu vì ông này là có gốc Tàu, đã giỏi luồn lách và gửi những tín hiệu của Tàu đến lên bộ máy chính trị của Việt Nam, chui sâu leo cao vào hàng ngũ thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nay đã bị Đảng cho lên thớt. Và cũng nhân dịp này, dàn đồng ca của giới truyền thông lề đảng mở chiến dịch tổng tiến công trên các phương tiện truyền thông để phù họa cho vở tuồng này và lấp liếm đi vụ của Nguyễn Đức Chung về việc làm sạch sông Tô Lịch. Hàng trăm tờ báo cùng đồng loạt và rầm rộ nã đại bác tấn công vào mục tiêu mới Hoàng Trung Hải. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.